có hai cái nhóm người mà rất dễ xảy ra nóng nảy, nóng tính, tức là cái tính tính nóng như kem. Thì hai nhóm người này thì không biết bạn sẽ thuộc nhóm người nào. Cái nhóm người thứ nhất là dành cho lĩnh vực về về lấy những anh lái xe. Mình gặp rất nhiều các bạn mà cũng cùng trang lứa của một tuần này, rồi là những người em thì bản chất những người này là rất nóng tính. Đấy thì khi mà các bạn ấy chuyển nghề trước đây có thể làm công nhân ấy. Nhưng mà sau đó là uh, chuyển sang là lái xe đầu tiên thì lái xe cho các cái hãng taxi ấy. sau đó là may mắn thì họ lại gặp có duyên ấy, gặp những người mà họ thuê lái cho công ty rồi là hay là các cái chủ tịch sếp ấy, các cái giám đốc ấy. thì họ cái họ thấy rằng là cái cái tâm tính của họ được thay đổi theo công việc bình thường thì họ rất là nóng tính nhưng mà đã bước lên ngồi lên ô tô thì gần như là họ đã thay đổi hoàn toàn tính nết. Thứ nhất là uh, điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Có những cái pha mà bẻ lái ở trên đường không tưởng nữa các bạn. Đấy. Nhưng nếu mà gặp, gặp phải những cái con người mà nóng tính thì có khả năng uh, họ sẽ lao thẳng về phía trước hoặc là người ta có thể lùi lại để 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 xả các cái cơn cơn tức giận hay là đi ở trên đường ý, gặp phải những cái trường hợp mà tắc đường. Những người nóng tính thường là người ta sẽ không chịu được nhưng mà do cái nghề nghiệp công việc lái xe thì họ cái cái tính nóng như kem bị 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 gần như bị biến mất đi à, bây giờ ngồi cạnh sếp rồi chở bao nhiêu người ở trên xe cái tính mạng của con người đã giao hết cho ông lái xe rồi mà ông lại nóng tính nữa thì nói chung là cũng không được việc mà hỏng hết việc các bạn ạ các bạn có công nhận với mình không nếu anh em nào lái xe mà mà xem được video này mà cảm thấy là nó đúng ý, thì hãy comment bên dưới cái nhóm người thứ hai đó là những nhóm người à, về 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 bác sĩ ấy. thì mình có những người bạn cũ của mình người bạn đồng nghiệp của mình ngày xưa là à, do là cái công việc áp lực khá là căng thẳng đấy à, học ở trên trường học đã căng thẳng rồi rồi là khi đi làm đứng lên làm việc như là mổ này hay là khám bệnh cho bệnh nhân thì cái công việc được lập đi lập lại Đấy, thì khám bệnh nhân thì các bạn thấy cái cái người bệnh của Việt Nam ấy, thì nó đa dạng nhiều nhóm bệnh đó, đòi hỏi cái người chuyên môn ấy, bác sĩ người ta phải cân não rất là nhiều đến khi những lúc mà rảnh rỗi một chút thì họ nghĩ đến những là những cái cái môn nghệ thuật hay là tập thể thao để khả năng là để giúp cho họ tĩnh tâm hơn thế thì mình có một cái anh bạn này là anh ấy chuyên về bác sĩ thẩm mỹ đấy thì anh này rất là thích cây nhỉ. đấy thì lúc đầu thì anh cũng khởi nghiệp như là một bác sĩ đi làm thuê sau đó anh tự mở một cái doanh nghiệp riêng cho mình và anh cũng mua tích cóp và mua được cái một ngôi nhà ở dưới phố và ngôi nhà không phải là các bạn nghĩ là ít tiền cũng rất nhiều tiền nó có tính có thể hàng triệu đô nhưng mà anh luôn luôn lựa chọn một cái không gian để anh sống đó là cái ưu tiên số một ở đây anh rất thích cây à, cái cây đầu tiên anh ấy mua về là những cây có có quả ví dụ như cây xoài rồi là những cây khế, rồi là những những cái cây mà mang trái ưu tiên là những cây có quả. À, sau đó anh chơi những cây như cây nguyệt quế, rồi là những cây có hoa. Thế thì mình thấy là cái cây thiên nhiên ấy nó sẽ đã giúp cho con người thay đổi tính nết và nó cân bằng lại cuộc sống. Từ một người mà nóng tính hay là những người mà đang làm việc trong những môi trường tương đối là căng thẳng, vất vả, thì người ta lựa chọn đến một cái môn nào đó hay một cái sự cái, 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 một cái cái môn nghệ thuật nào đó để người ta điều khiển cái trí não thì trong một số video tuấn đã nói rằng là chơi cây cảnh hay là trồng cây chơi hoa thì nó bản chất của nó giống như là một một cái cách chúng ta thiền thôi thiền định chúng ta uống trà là cũng một cách để chúng ta thiền định giúp giảm các cái nỗi lo âu căng thẳng trong cuộc sống đôi khi vợ chồng còn xích mích xảy ra cãi cọ nhau rồi là các cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra rất nhiều cái tâm tính của chúng ta là chúng ta không không được rèn luyện thường xuyên mà chúng ta không biết tìm cái môn nào đó để điều khiển cái trí não của mình thì lời khuyên cho các bạn hay là cái kinh nghiệm của mình đây là các bạn nên lựa chọn một cái môn nghệ thuật nào đó một cái môn nào đó để chúng ta giải trí và từ cái sự giải trí này các bạn nhất là những người mà có tư duy về kinh doanh thì nên, nên kết hợp cả hai thì đối với tuấn thì nên Cá nhân Tuấn thì nó là trải nghiệm và Tuấn cũng đã áp dụng nó đó là chúng ta Tuấn chơi, Tuấn cảm thấy nó thực sự hữu ích với mình. Thì mình luôn luôn suy nghĩ rằng là à, ở ngoài kia có bao nhiêu người họ cũng giống như mình, cũng bị áp lực giống như mình, cũng bị uh, các cái yếu tố công việc nó đè ép cái, 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 cái trí não của mình, giúp cho mình căng thẳng. Thì mình hãy biến cái sự uh, căng thẳng, biến cái niềm đam mê của mình ấy Uh, trở thành chuyển nó thành chuyển hóa nó thành một cái cái dạng uh, thu nhập nào đó uh, thì có tiền thì khi có tiền chúng ta lại tái đầu tư chúng ta lại chơi những sản phẩm những cái loại cây loại hoa rồi là nhân bản nó lên để uh, tiền nó sinh sôi này nở thì mình cái video này mình không phải là giúp các bạn cái gì nó to tát nhưng mà mình chỉ cần để giúp nhấn mạnh cho các bạn là những cái người mà nóng tính uh, rồi là hay cục tính đấy đều có thể bị thay đổi bởi một cái góc nhìn, bởi một cái sự đam mê nào đó, bởi cái cái, cái yếu tố khách quan. À, chơi cây đấy thì nó đã giúp cho các bạn cái khả năng các bạn à, thay đổi cái cái tâm tính nó rất là quan trọng. Thì các bạn có thể ứng dụng đi. Nỡ đâu các bạn thấy nó đúng hoặc là nó chưa đầy đủ. Sau khi xem video này thì các bạn có thể là bình luận ở bên dưới để Tuấn có thể có thêm cái góc nhìn hoặc là người khác, người ta cũng có thêm cái biết cái góc nhìn của bạn. Bạn nhé cảm ơn bạn à, hãy đăng ký kênh và theo dõi tuấn ở uh, trên các cái nền tảng mạng xã hội thì thông tin của tuấn tuấn xin để ở phần bình luận và phần mô tả cảm ơn bạn đã xem video